Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chơi bóng đá 5 phút ngày 16 tháng 12. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin đến từ AFF Cup. Trận đấu điên rồ nhất AFF Cup năm nay. Vâng, trận đấu giữa Singapore và Indonesia đã diễn ra với một kịch bản mà phim Hollywood cũng phải gọi bằng cụ. Tất cả những tính từ như là căng thẳng, kịch tính là điên rồ cũng không thể mô tả được trận đấu này. Phút 11, Indonesia mở tỷ số. Phút 45+2, Singapore nhận thẻ đỏ. 2 phút sau, chính Singapore gỡ hòa 1-1. Phút thứ 67, đội chủ nhà nhận thẻ đỏ thứ hai. Nhưng mà phút thứ 74, Singapore bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1. Phút thứ 87, Indonesia gỡ hòa 2-2. Phút thứ 89, Singapore được hưởng pen nhưng mà lại đá tạch con miệng nó luôn. Phút 91 kỳ hiệp phụ, Singapore tiếp tục ghi bàn, nhưng mà lần này là bàn phản con nhà bà lưới. Phút thứ 105+2, Indonesia nâng tỷ số lên thành 4-2. Và đó cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Vâng, tôi cũng không biết nói gì hơn. Một trận đấu quá điên rồ với 4 hiệp đấu, 6 bàn thắng, 3 thẻ đỏ và tiền đạo phải xuống làm thủ môn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Huấn luyện viên Indonesia quay xe sau khi trọng tài thổi Singapore 3 thẻ đỏ. Đây là một trận đấu có dấu ấn cực lớn của anh tài khi mà ông đã cho Singapore tới tận 3 thẻ đỏ. Tôi xin nhắc lại là hẳn 3 thẻ đỏ trong khi mà Singapore là đội chủ nhà. Không những thế, ông còn từ chối một quả penalty 10-10 của Singapore trong khi mà cầu thủ Indonesia đã xoạc thẳng vào chân trong vòng cấm. Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên của Indo đã chia sẻ rằng: "Sau trận lượt đi, tôi đã nói trong cuộc họp báo rằng phải xem lại băng mới biết được rằng trọng tài có bắt tốt hay không. Và hôm nay tôi muốn nhắc lại rằng trọng tài ở lượt đi đã bắt tốt và trận lượt về này cũng vậy." Vâng, một pha quay xe quá gắt của huấn luyện viên Indonesia. Nhưng mà nếu là tôi, chắc là tôi cũng làm như thế thôi. Bởi làm gì có huấn luyện viên nào mà trọng tài rút tới 3 thẻ đỏ dành cho đội khách mà đội nhà mình không vui cho được. 8 người thì không thể nào chống lại được 12 người. À không, phải là 13, 14 người chứ. Xin được chia buồn cùng với các bạn Singapore. Man City giành nhiều điểm nhất ngoại hạng Anh trong năm 2021. Chuyển qua những thông tin đến từ Premier League. Dù Man City đang dẫn đầu ngoại hạng Anh, nhưng mà vẫn có thêm những thống kê để cho thấy rằng đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đang thống trị giải đấu này. Thống kê cho thấy rằng số điểm giành được trong năm dương lịch cho thấy sự ổn định trong suốt hai mùa giải của Man City. Mùa giải năm nay Man City đã khởi đầu không tốt khi mà ngay trong trận đấu đầu tiên họ đã để thua Tottenham. Nhưng mà trận thua đấy như là đã đánh thức những nhà vô địch. Họ sau đó đã thắng thêm 14 trận trong tổng số 17 trận và đó dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League hơn đội bám đuổi 3 điểm. Tính ra là trong tổng cộng 42 trận đấu tại Premier League năm nay, Man City giành tới 104 điểm, trung bình là 2,47 điểm một trận. Số điểm trung bình này không phải tầm thường mà nó là cực cao. Thậm chí là còn cao hơn cả thành tích mùa trước khi mà Man City giành được 2,26 điểm một trận và cuối mùa giải năm đó họ lên ngôi vô địch. Man City cũng là đội giành nhiều điểm nhất Premier League năm 2021, hơn đội xếp ngay sau là Chelsea tới 25 điểm. Họ cũng là đội thắng nhiều nhất với 34 trận thắng, ghi nhiều bàn nhất với 106 bàn và thủng lưới ít nhất với 29 bàn thua. Những con số thế thôi cũng đủ nói lên rằng Man City bá đạo như thế nào. Danh tính trọng tài trận lượt về Thái Lan gặp Việt Nam được giữ kín. Ban tổ chức AFF Cup năm 2020 đã không công bố trọng tài nào sẽ làm nhiệm vụ ở trận đấu giữa Việt Nam gặp Thái Lan trong trận lượt về. Cả hai đội đều chưa biết là ai sẽ cầm còi trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 26 tháng 12. Nhưng mà nhiều khả năng đây sẽ tiếp tục là một trọng tài người Tây Á, bởi số lượng trọng tài người Tây Á đang áp đảo trong giải đấu năm nay. Ở giải đấu này, ban tổ chức AFF Cup đã mời tổng cộng là 12 trọng tài và đa phần đều đến từ khu vực Tây Á. Trong đó thì Jordan có 2 người, Bahrain 1 người, Qatar 1 người, Oman 2 người, Ả Rập Saudi 2 người. Hai người còn lại đến từ Đông Nam Á, đó là các nước Malaysia và Singapore. Mà theo như phong thủy thì đội tuyển Việt Nam thường không phù hợp với những trọng tài người Tây Á. Qatar, Jordan hay là Bahrain chúng ta đều từng đánh bại, thì làm sao mà trọng tài nước họ có thể ưu ái chúng ta được. Còn với ông trọng tài bắt trận lượt đi Thái Lan, Việt Nam thì đã chính thức về Qatar. Thôi thì xin chào ông và xin không hẹn gặp lại. Lương Xuân Trường tuyên bố: "Chúng tôi không sợ Thái Lan." Ở buổi họp báo trước trận, Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về trận đấu sẽ diễn ra vào tối nay. Tỷ số 2-0 trận đấu lượt đi là một cách biệt không dễ sàn lấp. Nhưng mà đây cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi. Đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng, sẽ làm mọi cách để có thể ghi ít nhất 2 bàn cho trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo thì cũng bày tỏ quan điểm giống cậu học trò. Thua 0-2 ở lượt đi đã khiến mọi chuyện trở nên không dễ dàng cho Việt Nam ở trận lượt về. Nhưng mà chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi yêu cầu các cầu thủ sẽ cố gắng phát huy hết vai trò của mình. Tôi muốn họ tiếp cận trận đấu một cách thật bình tĩnh và không nóng vội. 2-0 thì là một tỷ số không ít nhưng mà cũng không nhiều. Trong lịch sử bóng đá thế giới thì chúng ta cũng từng chứng kiến những cuộc lật ngược dòng thậm chí là còn kinh điển hơn. Như là lượt đi Napoli 3-1 Chelsea, lượt về Chelsea 4-1 Napoli, lượt đi PSG 4-0 Barca,
lượt về Barca 6-1 PSG, hay là đêm huyền diệu ở Anfield, lượt đi Barca 3-0 Liverpool, lượt về Liverpool 4-0 Barca. Đây là những cơ sở để cho chúng ta có thêm niềm tin, có thêm hy vọng về màn lội ngược dòng vào tối nay của đội tuyển Việt Nam. Đến đây thì bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 26 tháng 12 cũng xin phép được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share đăng ký kênh và giữ nút chuông để đón xem những số bản tin hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn.